SWAT team chính là team thành công nhất của Premier League mùa giải thứ nhất. Tiếp theo SWAT 3 thì SWAT 2 cũng dễ dàng có được vị trí nhất bảng G với trọn vẹn 3 chiến thắng. Đáng kể nhất là chiến thắng nghẹt thở 5-3 trước Harmony. Đó là trận đấu mà nếu như không có được sự tỏa sáng kịp thời ở những round đấu cuối thì khó có thể nói được ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là cú vấp duy nhất của Harmony ở vòng bảng. Ở trong hai trận đấu còn lại của bảng G, họ đều hầu như không gặp một khó khăn nào, dễ dàng hạ gục cả Zenit Gaming và No Name 02 với cùng tỷ số thắng 5-0. Tuy chỉ đứng thứ hai, nhưng với nhiều người, Harmony còn có phần đáng sợ hơn đội bảng SWAT 2. Nếu như nói bảng đấu nào có tỷ số chênh lệch nhất thì đó chính là bảng H, 6 trận đấu diễn ra và có 5 trong số đó đều kết thúc với tỷ số 5-0. Dễ dàng có 2 chiến thắng trắng cùng với hiệu số 10-0 ở 2 lượt đấu đầu tiên. John và SCG DCT dĩ nhiên sẽ cùng nhau đi tiếp vào vòng trong, nhưng ai sẽ là đội đầu bảng, họ phải cạnh tranh trong trận đấu cuối cùng. Những người đã khởi đầu tốt hơn là John khi họ nhập cuộc nhanh chóng và liên tiếp chèn ép đối phương. Tuy nhiên, cũng đã có những thời điểm mà SCG DCT vùng lên mạnh mẽ, dường như đã ưa ngược dòng. Đáng tiếc rằng, với những pha xử lý tỉnh táo của mình, John vẫn kịp thời bừng tỉnh và kết thúc trận đấu với tỷ số 5-3. Với kết quả này, ngôi đầu bảng đã thuộc về John, còn SCG DCT đứng ở vị trí thứ hai bảng H.